Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Nghĩa, Nguyễn Tú Nghĩa, nhân viên sửa chữa của Lotto 24 giờ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ban ở trên cái máy Sony SVF 14 và SVF 15 này. Thì cái tình trạng máy Sony SVF 14 và 15 nó rất hay gặp cái lỗi là cắm sạc và pin thì nó không nhận và không bật được nguồn. Thì nguyên nhân ở trên cái máy Sony này thì nó có mấy cái mạch bảo vệ. Thứ nhất là cái mạch bảo vệ ngắn mạch, có nghĩa là mạch bảo vệ khi mà chập mạch thì nó sẽ không mở điện của sạc của pin. Và cái mạch bảo vệ thứ hai nó là mạch bảo vệ quá áp, có nghĩa là chúng ta cắm một cái sạc có điện áp mà cao quá, ví dụ như là cắm một cái sạc mà có điện áp 25V thì nó cũng dẫn đến quá mạch như vậy. Và cái mạch bảo vệ thứ ba là cái mạch bảo vệ quá áp nguồn hệ thống. Nguồn hệ thống thì gồm có rất là nhiều nguồn, như là nguồn 3V, 5V hay là nguồn 5V tuyến tính NDO hay là nguồn RAM, nguồn chip RAM. Đấy, tất cả những cái nguồn đấy thì nó đưa vào một con IC, khi mà một trong các nguồn này dâng áp thì nó cũng đưa đến cái mạch để nó khóa cái nguồn đầu vào và khóa cái nguồn của pin, dẫn đến cái máy này nó không bật lên được. Đấy, cái mạch bảo vệ thứ tư là cái mạch bảo vệ quá nhiệt. Đấy, thì cái mạch liên quan đến cái mạch bảo vệ quá nhiệt thì vẫn sẽ có nguồn từ sạc từ pin mở vào trong main, nhưng mà nó sẽ không có nguồn tuyến tính 5V mở thành 3V nuôi cho IO. Vì nó thiết kế khi mà cái mạch bảo quá nhiệt nó bị nóng quá, nó sẽ dẫn cái nguồn 3V đấy xuống mát và sẽ không có nguồn nuôi cho IO. Đấy, nó sẽ bảo vệ bằng mấy cái loại như vậy. Thì đa phần ở trên cái máy Sony này, khi mà gặp cái lỗi là chúng ta sẽ tháo cái máy ra và chúng ta reset lại BIOS, thì quả pin BIOS thì cái máy này nó hoạt động bình thường. Thì nguyên nhân dẫn đến cái lỗi đấy là do nó bị dâng áp. Thường là dâng áp hệ thống vì sạc chúng ta đã ngon rồi, thì thường là dâng áp hệ thống một trong các nguồn, nó vì một cái lý do nào đấy nó dâng áp dẫn đến cái mạch NORIC nó bị sai. Cái mạch NORIC nó bị sai thì nó sẽ đưa ra khóa nguồn đầu vào và khóa nguồn từ pin. Nó khóa nguồn từ pin bằng cách là, như các bạn đã biết thì cái quả pin này ở trên laptop khi cắm vào máy thì nó luôn luôn đổ nguồn vào trong main. Bởi vậy thì nó khóa bằng cách nào? Ở trên main Sony rất hay, nó có ở trên pin nó có một cái chân gọi là chân system press. Cái chân này muốn cái quả pin mở được điện từ quả pin mở vào trong main thì cái chân này nó phải lối xuống đất. Và ở trong này cái mạch người ta thiết kế là khi mà cái quả pin người ta không muốn cho điện từ pin vào main thì người ta chỉ việc là ngắt cái đường system press này, không cho lối xuống đất. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thì cái cách trị cái bệnh của những cái con này để mà nó không lặp lại thì ở trên cái mạch logic đấy sẽ có những cái điểm mà nó chuyển từ cao xuống thấp, rồi từ thấp chuyển lên cao, thì chúng ta những cái điểm từ cao chuyển xuống thấp thì chúng ta chỉ việc lối cái điểm đấy xuống mát, và lối nó luôn luôn ở cố định ở mát, thì cái điểm bên cạnh nó là luôn luôn mở lên cao. Và như vậy thì nó sẽ không lặp lại cái lỗi là không mở nguồn, không kích được nguồn, khi và nguyên nhân là do không điện của sạc và hoặc là điện của pin nó không mở vào trong hệ thống. Cái lỗi này chúng ta sẽ xử lý như vậy, và hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn là nguyên nhân tại sao như vậy. Xin chào các bạn.